Tại vì cái máy kia mạng nó yếu lắm, phải chuyển qua máy khác. Vì lên mới được thì nó hơi lâu, cả nhà thông cảm nhé. À, Hoàng Tiến cùng với Hoàng Ba sẽ xong ca trích đoạn Cao Tiền Ly Tiễn Kinh Kha, mời tất cả xem cùng nghe. Tâm ca hát hay lắm cả nhà ơi, mời cả nhà thưởng thức giọng ca của Tâm ca nhé. Bên cạnh Trần Văn xong trích đoạn này, xong ca với Minh Cảnh nhé. Trời lạnh lùng sương sao khuya tiếng hồn chơi chơi, tôi đi chẳng về đâu, bạn hiền ơi anh dòng gió sâu. Anh qua nơi Hàm Dương xa xôi muôn trùng cấp buồn mở lại. Cao tìm lấy bạn ơi, tiếng trong đêm nay
uống đi hiền đệ. Thế hạng mình chào nhé. Kinh khai
tráng sĩ nhất khứ bạch phụ hoàng, một thân vào đất dập hãy gian tiếng reo cười, đừng để dòng cháu rơi vô mưa khuya thay ngẩn lê sầu, sống bấm bên sông dịch buồn trôi sao tan tiếng sao giống về đừng tham sầu ba. Vô tay cả nhà ơi, hay quá tập ca ơi. Mưa gió thê lương nhỏ lệ xuống chân cầu, khóc người đi không bao giờ. Bạn Huy chào nhá. Rồi xin vĩnh biệt hiền hậu, rồi đây mang lời không thể vào tận đất hàm dương, bạn sẽ xả được thù quân quốc, hãy cho tôi lau dòng nước mắt bởi cạn chung này mình sẽ chia tay. Lạnh không trời lá tả vô bốn ly luôn tập ca. Nhớ nếu rồi tình đã ra rơi, mơ hay lệ mịt mờ sương khói sông, cái xa đã đi